Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Hoàng. Hiện tại thì Lê Hoàng đang công tác tại phòng thu Lê Hoàng Studio. Và ngày hôm nay Lê Hoàng sẽ review cho anh chị và các bạn xem tất cả những cái dòng mixer mà bên Lê Hoàng hiện đang có. Ở đây anh chị và các bạn nhìn từ trái sang bên phải thì anh chị và các bạn sẽ thấy nó có rất nhiều những cái dòng mixer luôn. Thì ngày hôm nay Lê Hoàng sẽ review nhẹ cho anh chị và các bạn cùng xem. Trước đây thì Lê Hoàng cũng đã có những cái bản review rất là chi tiết về những cái dòng mixer này rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì trong một clip Lê Hoàng sẽ tổng hợp hết tất cả. Đầu tiên, đây chính là con mixer Yamaha F4 USB Bluetooth. Đó, cái con này thì anh chị và các bạn nhìn xem kiểu dáng như thế này. Và trên đây thì chúng ta có thể chỉnh được tiếng delay hay là chúng ta chỉnh được echo cho cái tiếng hát của chúng ta. Và đặc biệt chúng ta có thể chỉnh được tiếng bass và tiếng treble của tiếng nhạc đầu vào ha. Rất là ok luôn. Đây, ok. Và phụ kiện đi kèm với nó thì nó sẽ có một cái cục adapter nguồn như thế này. Đơn giản thôi. Rồi, và tiếp theo thì chính là con mixer Yamaha F7 Bluetooth USB luôn. Thì nói chung là F4 với F7 anh chị và các bạn nhìn thấy nó như nhau. Nó cũng chẳng khác gì. F4, F7 như nhau. Nhưng mà F7 này thì nó có nhiều cái đường line hơn. Nó tới rất là nhiều ở đây ha. Đó. Rồi, còn ngoài ra thì chức năng cũng y chang, cũng delay, rồi echo, rồi cũng bass, chung chép, vân vân, mọi thứ. Và tiếp theo, bên này thì anh chị bạn nhìn xem. Đây chính là con LH4 bên Lê Hoàng Studio. Cái con này thì nó đặc biệt một tí á, là về kiểu dáng thì anh chị bạn nhìn thấy nó rất là gọn nhẹ. Và nó có 16 cái chế độ Eco Reverb ở đây. Anh chị và các bạn có thể chỉnh theo ý của mình ở đây, Eco Reverb. Ngoài ra anh chị và các bạn có thể chỉnh được chế độ ít nhiều của Eco Reverb bằng cái nút này. Đó, ngoài ra thì chúng ta cũng chỉnh được tiếng bass trung treble rất là tuyệt vời đó. Rồi, ok ha. Cái này cũng bắt được Bluetooth nha. Tất cả những cái mixer đây là Lê Hoàng bắt được Bluetooth hết. Và phụ kiện đi kèm với nó đây á, thì nó có cho chúng ta là một cái dây để kết nối nguồn như thế này, đơn giản thôi. Nhưng mà điều đặc biệt với cái con này á là nó có thêm một cái cổng để chúng ta kết nối lấy nhạc trực tiếp từ máy vi tính giống như con sao cạc luôn. Đó, bằng cái cổng dây này đi kèm với nó. Tiếp theo ở đây anh chị và các bạn cùng nhìn xem. Đây chính là con mixer G4. Con G4 này thì trên thị trường hổm rày anh chị và các bạn thấy nó cũng xuất hiện rất là nhiều nè. Đó, đây là con mixer G4. Nó có hai cái râu như thế này nè, để chúng ta sử dụng cho hai cái micro này. Đó, đây là hai micro đi kèm với con G4 luôn nha. Rồi anh chị và các bạn yêu thích thì liên hệ cho Lê Hoàng, nó cũng chỉnh được echo ở đây, rồi ít nhiều chúng ta chọn ở đây, rất là tuyệt vời luôn. Tiếp theo, đây chính là con mixer rất là nặng nhất trong tất cả những cái dòng mixer mà Lê Hoàng review từ nãy giờ. Và đây cũng là cái dòng mixer mà nó có nhiều cái chế độ echo reverb nhất luôn. Đây chính là con mixer M4. M4 này nó có tới 100 chế độ echo reverb ở đây cho anh chị và các bạn chọn. Trên này thì nó chỉ ghi đại loại vài cái dòng echo mà nó có 24 bit ở đây ha. Còn ngoài ra thì nó có tới 100 cái chế độ echo reverb chúng ta chỉnh được ở đây. Đó. Và chúng ta có thể chỉnh được độ ít nhiều của echo reverb luôn. Ngoài ra thì nó có thêm cái bàn equalizer ở đây nè, chúng ta chỉnh được bass treble này kia. Và tiếng nhạc đối với con này thì cũng rất là tuyệt vời, rất là chắc luôn. Đó, thì nó như thế này thôi. Và phụ kiện đi kèm của nó thì nó có một cái cục nguồn như thế này. Đó, thì đây là tất cả những cái dòng mixer mà bên Lê Hoàng hiện đang cung cấp cho anh chị và các bạn. Đó, đầy đủ mẫu mã kiểu dáng luôn. F4, F7, LH4, G4 đi kèm cặp micro và mixer M4. Đó, thì tất cả ở đây Lê Hoàng đang cung cấp cho anh chị và các bạn. Hàng thì luôn có sẵn. Anh chị và các bạn thích dòng nào thì có thể liên hệ cho Lê Hoàng 24/24 để có thể đặt mua những cái dòng mà mình yêu thích tùy theo cái khả năng, cái nhu cầu và cũng như là túi tiền của mình. Thì anh chị và các bạn hay hỏi Lê Hoàng là sao không để giá để cho mọi người biết. Thì xin thưa với anh chị và các bạn luôn là trên clip thì Lê Hoàng không có để giá lên trên được. Tại vì khi để giá thì nó có sẽ là có lúc lên lúc xuống. Mà để lên trên cái video luôn thì mấy mốt Lê Hoàng sẽ không có xóa được ở trên video. Và cuối cùng thì ví dụ có những lúc nó lên thì mình báo nó như thế nào, nó xuống báo như thế nào. Cho nên nhiều anh chị và các bạn thắc mắc thì hôm nay Lê Hoàng cũng chia sẻ cái điều đó. Còn anh chị và các bạn
Thiện chí muốn mua thì có thể liên hệ cho Lê Hoàng qua Zalo hoặc là số điện thoại 098 97 37 960 để có thể mua về. À, một điều Lê Hoàng muốn chia sẻ luôn là tất cả những cái dòng mixer này ở đây á, anh chị và các bạn có thể kết hợp được với lại loa kẹo kéo, anh chị và các bạn có thể kết hợp được với lại âm ly karaoke gia đình hay là main nhạc sống, rất là ok luôn. Rồi, cảm ơn chị và các bạn rất là nhiều trong thời gian vừa qua đã yêu thích và mua sản phẩm của Lê Hoàng. Lê Hoàng xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chào. Muốn mua sản phẩm bên Lê Hoàng thì lên YouTube Lê Hoàng Studio coi những cái sản phẩm review trên đó. Thứ hai, anh chị liên hệ cho Lê Hoàng qua số điện thoại 098 97 37 960 hoặc Zalo 098 97 37 960 hoặc nhắn tin trên Facebook Lê Hoàng Studio thiết bị thu âm chính hãng. Anh chị và các bạn nhớ chú ý nha.